Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Chăm Sóc Đất Thắng anh em. Này em lên tiếp con máy lớn cho anh em nè. Đây là Yanma ATS90. Cái này gió bá dương anh em. Ngoại hình thì máy nó gì đây? Em nhìn thấy cái máy này nó vô dặn là khá anh em ạ. Vô dặn khá, không đẹp không xấu. Anh vô chi tiết cho anh em mình coi ha. Mặt ram thì nó gì nè, nó rất là liền lạc luôn. Máy này nhìn thấy nó sáng anh em ạ. Nước sơn zin, cái điểm bằng tiền là phái nước sơn zin nhất. Cái bộ lọc dầu này nguyên si, nguyên bản của nó. Còn tên Yanma luôn anh em. Bùi à, vô chống nghe điện thoại giùm anh em kìa. Nắp phải lắp nè anh em, nhìn nó đẹp nè. Nắp phải lắp rất là đẹp. Thường em hay để ý nắp phải lắp này nè. Là cái co dầu lên bếp nè, anh em nhìn thấy nó sáng rồi nè. Vì thường thường anh em ở xa ha, anh em lưu ý à, em cũng để cho anh em được rõ ràng hơn là em sẽ quay chậm ha. Thì đôi khi mình mua bỏ ra một số tiền lớn quá mà chỉ qua cái hình ảnh thì để em quay chi tiết thiệt là kỹ cho anh em. Nhưng mà chắc chắn với anh em là mấy sau em sẽ bán vậy ha, chứ hoàn toàn không có thêm, không có nói thêm, không có nói bớt bộ phận nào hết chứ. Mấy sau thì em sẽ báo anh em tình trạng vậy. Còn cái này là cái thùng dầu, nó nhờ con nghiêng quang bên dùm những góc quang nghiêng bên bển á, bển đây bên đây dở bên bển nha. Dầu thì nó hơi ố anh em, ố nhưng mà nó cặn nó xuống cái nhìn thấy nó sáng rồi. Được rồi con trai, nhiêu được rồi con. Và chi tiết em quay cho anh em mình coi. Cái này là bóng đèn, nó em thấy nó giống như nó bị thúi vậy nè, nhưng mà cái chá thì nó còn chá, còn như bóng đèn như nó thúi. Cái này là Yanma ATS90. Thì em sẽ quay, cố gắng quay thật là chậm để cho anh em mình dễ nhìn nè ha. Nói gì đây? Ngồi xin vô đi, ngồi xin cái máy nó quay rồi xin vô đi con. Nhẹ đi trời. Cái máy dầu nè anh em. Máy dầu xin vô gì đó. Ẩm Yanma ATS90, đặc biệt là nói anh em là nắp lắp nó cực kỳ đẹp luôn. Nên nhìn nè. Còn số CV của máy này là 2291. 2291 là số 22912 anh em ơi, 22912. Bên trước anh em nhìn đẹp nè. Cái thêm cái bù đi nữa. Gió bọng còn đẹp lắm anh em. Đúng rồi, gió. Nó còn cái nó cùi nữa nè. Tem rất rõ ràng luôn. Còn cái dưới nó có một điểm yếu lớn nhất là cái bô nó lủng quá nhiều lỗ anh em ơi. Đây nè, anh em nhìn nè. Em có cái bô lô mà em không dám thay. Thấy đầu zin thì em để gì rồi thả em bớt tiền cho anh em về. Có thể anh em hàng không thôi là anh em tháp gì ha. Còn hiện tại thì nó lủng lỗ tầng phàng luôn á. Rồi nhờ Phụng test hàng giùm anh em Phụng. Quay bự quay dữ lạ. Thôi mình thấy không? Có bô. Bù đủ hướng hết trơn đó mà. Máy dèo móc vậy ta. Ủa có cái bù. Máy này đi chuẩn bị quay. Có ai đang đợi anh không? Tắt rồi không? À, thông thường em cũng nhờ anh em mà thông cảm giùm em nhé. Có khoảng thời gian từ khoảng 3 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi là cái giờ đó là em đang quay. À, có đôi khi anh em gọi em là em chưa bắt máy kịp hen thì em sẽ gọi lại, nhưng mà thông thường những cái giờ đó là em không có bắt máy liền được cho anh em. Cái này nhìn thợ em nhìn lại đông dữ vậy ta, quá trời luôn rồi anh em. Nhìn như đội con đội hùng hậu không anh em, thì quá trời ngon. Máy này làm em vừa làm
hai thợ làm luôn. Nè, em test lại cái này cho bà con mình bị gì hả? Test đi nghe bơm nè. Chỉ cần cứ nghe tiếng bơm là mình vui còn là nó chạy rồi. Nó nhảy ra. Rất là nhảy. Nó chỉ có yếu điểm duy nhất là chỗ là cái con khối nó lủng lên luôn. Thôi vậy nhảy luôn. Hết nổi rồi, em cũng xin báo giá với anh em mình luôn ha. Thông thường thì anh em cũng biết rồi đó, giá máy này là em bán là 7 triệu, vì cái này cái bô nó lủng tè le học me hết trơn luôn rồi. Em sẽ trừ cho anh em lại 300 ngàn để anh em mua cái bô hay khác ha, là em bán anh em 6 triệu 7. Phí ship của máy này là 500 ngàn anh em. Em cho em xin nhắc lại lần nữa ha, cái dân ma đó 90 này em bán cho anh em là 6 triệu 7, phí ship 500 vì lý do cái bô nó lủng quá nhiều lỗ, thì là 7 triệu 2. Anh em có một cái dân ma ở đất 90 rất là nhạy anh em ơi, nước sơn zin nguyên si, lắp xin lắp cực kỳ đẹp rồi. Em cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác mình rất nhiều ha. Em cảm ơn cái vàng thợ thợ nhìn cái nhà em quá trời luôn rồi, làm mắc cỡ muốn chết luôn vậy. Chào tạm biệt anh em.